Cho tới nay, qua rất nhiều các nghiên cứu, hầu hết các nhà khoa học trên thế giới đều đồng thuận cho rằng vi khuẩn HP là yếu tố quan trọng nhất trong bệnh lý loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày tá tràng mãn tính. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã xếp vi khuẩn HP là tác nhân nhóm đầu tiên gây ung thư dạ dày. Tuổi thọ của vi khuẩn HP còn phụ thuộc vào môi trường sống. Trong thực tế, tuổi thọ của vi khuẩn HP trong dạ dày chính là do con người quyết định. Có nghĩa là nếu chúng ta không tác động gì đến nó thì nó vẫn sống và gia tăng, còn nó chỉ chết khi chúng ta uống thuốc tiêu diệt nó. Môi trường niêm mạc dạ dày chính là nơi thuận lợi cho việc sinh sôi và phát triển của vi khuẩn HP, và chúng sẽ không bao giờ tự chết đi bởi khả năng kháng miễn dịch của cơ thể rất cao. Thời gian tồn tại của vi khuẩn HP ngoài môi trường cơ thể ít nhất là vài giờ và tùy thuộc vào nhiệt độ, nên chúng vẫn có khả năng cao lây nhiễm cho người khác nếu tiếp xúc ở môi trường có vi khuẩn HP. Do vậy, mọi người nên chú ý khâu vệ sinh nguồn nước, thực phẩm giảm thiểu nguy cơ nhiễm vi khuẩn HP gây hại cho cơ thể. Tốt nhất là nên chủ động ăn chín uống sôi, hạn chế ăn rau sống nhiễm bẩn, vệ sinh nơi ở và nơi làm việc sạch sẽ.